quan trọng. Quất. 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 Chiếu đây rồi mất bốn con xe đi. Bị nó kêu lên mã. Đang chạy con này. Còn mới lên mã thí luôn. Lên mã này thí luôn nè. Lên mã thí luôn á, mới đẹp. Đúng rồi. Lên mã thí luôn. Có cho thí hay không? Ừ. Ra xe liền. Lên tượng trước mã lên mới đẹp. Ừ. Đúng rồi, lên tượng trước. Quýnh thí người ta con pháo luôn đi. Quýnh thí pháo lên con mã đang mình ra con xe. Con pháo tôi qua đây đi. Quýnh thí pháo qua đây để thấu văn đó. Đúng pháo của dân ta. Lên mã. Lên mà sao lên đó nên nó nổ qua đây chứ đến đây nó nổ muốn giao chân luôn phải không? Đúng rồi, giao chân luôn, giao chân con này dưỡng game thì dưỡng ngọ hết rồi. Đúng rồi. Người ta bắt pháo kìa. Bắt pháo rồi đâu nó bắt mình đâu mà sợ. Mình bắt mã họ. Chưa chặn đâu. Nói nào, không đi được đâu, mất đi hả? Lên mã bắt con xe đi, giờ lên mã giao chân. Mất con nào? Đúng rồi. Nếu có thì đẹp luôn. Bắt con mã anh ta đây. Bao nhiêu? Nhóm xuống, xuống cái bắt con pháo luôn. Xuống bắt luôn. Đâu? Quá nó lộn rồi sao? Sao dám lộn? Lộn luôn. Sao dám lộn? Lộn tượng ăn lên phải không? Mới lộn không bay mã chiếu tướng kìa, xe phải ăn vô. Gì chiếu tướng pháo lộn vậy nữa đó. Khóa nó lộn ngược lại. Trời. Thì ăn lên rồi. Tượng ăn lên á. Bắt luôn. Ở đây lộn con cái gì á? Ồ, con điệu mà.
người ta khép vô bắt xe. Nó khép vô chiến sĩ, rồi đi bắt con xe dưới này. Chặn mã chiếu luôn. Ai mà không làm gì không thì đó. Bắt thì thí thôi, thí. Thí gì nó bắt con xe, xe chạy á. Hoặc là ngựa chạy á. Thì bắt đi bay ngựa thì chờ thí thôi. Bác ơi, người ta còn nước thọt xuống đây nè. Bác đánh sao để đừng để cho thọt xuống. Thọt chiếu thì sao? Thọt xuống chiếu mất bác đánh đâu đây. Ôi là trời, đánh chiếu thì sao? Chiếu đi. Ôi là trời, nói rồi không nghe. Chiếu đi. Đi đây nhầm vậy? Đi ai nói gì? Ta chiếu đó, ta lên sĩ chiếu cũng bí luôn, chạy lên cũng được, bí ăn qua bí rồi, bí rồi bí. Quá, từ từ cái làm gì dữ vậy? Rồi. Bây giờ ta thọc xuống chiếu bí kìa. Con nào chiếu? Đập vô chiếu, thọc xuống chiếu. Đập xuống tường kìa. Thọc xuống chiếu chạy lên còn được nữa kìa. Đấy. Mấy cái nước bỏ nước từ qua thọc lan luôn rồi. Đây là đập con tượng, đây là nó đập con tượng. Ừ. Sao chạy? Chiếu đây. Chiếu đây sao chạy? Nhìn núi. Nhìn núi thật.